Ok chào tất cả các em à, Đến hẹn lại lên mình lại luyện với nhau thêm một đề nữa nhé à, Đây là đề ôn thi tuyển sinh 10 à, Đề số 4 nhé ừ. Rồi cũng à, có 7-8 câu như vậy thôi à, Bài 1 à, đầu tiên là đi vẽ đồ thị à, hàm số à, Mấy đứa tự vẽ nhé à, Cái thứ này rất là rất là dễ dàng rồi à, Quẹt quẹt vài đường ra là được à, Nửa điểm rồi đúng không à, Một nửa điểm câu A Rồi câu B nào à, Cho đường thẳng D Y bằng 5X cộng 4 M tìm điều kiện của M để P và D cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Ok, hai đứa cắt nhau, à, hai đường cắt nhau thì mình sẽ đi làm phương trình hoàn độ giao điểm. Ok Phương trình hoàn độ giao điểm. Ok. À, cho hai đứa này bằng nhau. À, hai đứa này bằng nhau nhé. Trừ 1 phần 2 x bình bằng 5 x cộng 4 m. Từ đó mình sẽ chuyển qua bên phải đi, chuyển qua bên phải cho cái hệ số a e nó dương luôn cho nó sướng. 1/2x bình cộng 5x cộng 4m. Đấy, mình chuyển về một cái phương trình bậc 2. Thì để mà P cắt D tại hai điểm, hai điểm phân biệt. Ừ. thì đơn giản thôi. À đây là phương trình 1 nè. Đấy, để P cắt D tại hai điểm phân biệt thì sao nhỉ? Thì cái phương trình số 1 này nó phải có hai nghiệm. À, hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt nhé. Ok không? À, đơn giản thôi. Phương trình hoành độ giao điểm có bao nhiêu nghiệm thì hai đường đó sẽ cắt nhau tại bấy nhiêu điểm. Ừ. Phương trình hoành độ giao điểm có 3 nghiệm thì hai đứa sẽ cắt nhau tại 3 điểm. Ngược lại, hai đứa cắt nhau tại một điểm thì phương trình hoàn độ giao điểm phải có một nghiệm đấy vậy thôi hai đứa nó bằng nhau à, hai đứa nó bằng nhau với đứa nhé à, ok rồi à, bây giờ phương trình một này là phương trình bậc 2, à mà để nó có hai nghiệm phân biệt thì đơn giản thôi à đơn giản thôi vậy thì à, hệ số a phải khác không để bảo đảm đó là phương trình bậc 2, thứ hai là delta nó phải lớn không lớn hơn hẳn nha không có bằng được nha tại vì chỗ này là phân biệt à, phân biệt là không có dụng delta bằng không nha rồi bây giờ giải này thôi là xong Ok Delta bằng nhiêu A à, A là bằng 1 phần 2 nhá A là bằng 1 phần 2 này quá ngon nha Vậy là 1 phần 2 khác không là sướng rồi Đúng chưa Delta bằng B bình chia 4 AC B của mình B của mình là 5 nè ừ, Bình lên là 25 Đúng không Trừ 4 AC nghĩa là trừ 4 Nhân A À một lần nữa A là 1 phần 2 C là C là 4M cho đứa nha. C là 4M nha chứ không phải 4 nha. 4M là C, ok Vậy là 4AC nghĩa là 4 nhân 1 phần 2 nhân 4M. Ok giờ đấy, đây là B bình chủ là C nè. Cái đống này phải lớn không? Ừ, đó, giải ra sao? Đơn giản rồi, giải ra sao? À vậy là mình sẽ có 1 phần 2 khác không là một điều luôn đúng rồi. Đúng không? Trời, trên sao hỏa nó còn đúng không? Không chi là trái đất đúng không? đi uh, rút gọn nào 25 à, thằng này đúng là bỏ này nha không ghi lại nữa làm gì hết 25 4 4 này với hai là triệt nè hai à, 2 này triệt nhau rồi ở trên còn hai nhá 2 x 4 này là 8 này đúng không trừ 8 m Ok lớn không Vậy là trừ 8 m lớn hơn trừ 25 nghĩa là mình chia trừ 8 qua nhớ đổi chiều nhá lớn thành nhỏ nè 25 phần 8 xong Ok dạ, ha. Vậy đây chính là điều kiện để mà P cắt D tại hai điểm phân biệt là kết luận vô phát. Vậy M nhỏ hơn 25/8 xong bài. Ok không? Đấy, easy thôi, uh, easy. Ok, bài 2 luôn nhá. Bài 2 luôn nào. Cho phương trình trừ x bình cộng 2 nhân M 1x cộng 1 bằng 0. M là tham số x là ảnh. Rồi, đấy là phương trình 1. Câu A chứng minh phương trình 1 luôn có hai nghiệm trái dấu với mọi M. Ok, hai nghiệm trái dấu hả? Hai nghiệm trái dấu thì mình có thể làm như thế này. Ừ. Cái gốc gác của mình là cái gì? Nếu như hai nghiệm trái dấu, à, giả sử đó là nghiệm x1 với nghiệm x2 đi ha. Hai đứa này trái dấu, thì tụi nó khi mà nhân với nhau, nó phải nhọn không? đúng không? À, đơn giản thôi, trái dấu mà ví dụ trừ 1 nhân 3 là nhọn không, nó là chuyện rất bình thường đúng không? Rồi. Mà x1 nhân x2 là gì vậy? Đấy là P đúng không? Đó là P theo VS đấy đúng không? Rồi P theo VS công thức là C chia A À C chia A nhé Nhọn không? Ok Và nếu mà C chia A nhọn không Thì một cái phân số nhọn không như vậy thì tự với lại mẫu nó phải trái dấu à ví dụ như trừ một phần hai đấy thì này nhọn không nó không tự tự là âm nè mẫu là dương nó tự nhiên là phân số nó phải nhọn không à vậy nghĩa là a nhân c nhọn không đấy trái dấu đây đây chính là điều kiện để mà phương trình có hai nghiệm trái dấu a nhân c nhọn không ok chưa, yeah. à đấy vậy mình ghi vào đó mình làm chỉ cần cái đó thôi là đủ rồi ok câu a nào à để phương trình một có hai nghiệm trái dấu thì sao thì thì con a nhân c phải nhỏ hơn không ok bây giờ ráp vô a là bao nhiêu vậy a của mình là trừ một nè đồng ý không c là c là một nè ok không? vậy là a nhân c là trừ một nó mất tiêu rồi đúng không một nhân trừ một nhỏ hơn không điều này đúng đúng quá đúng luôn nha đúng với mọi m Đấy. vậy thì mình có quyền kết luận vậy vậy phương trình số 1 luôn có hai nghiệm hai nghiệm trái dấu với mọi m ok chưa với mọi m Đấy, xong bài à, à thì anh xe nhỏ không, không thì nó phải có hai cái dấu chứ gì, gì nữa rồi cô b cô b gọi x mỗi x hai là hai nghiệm phương trình một tìm em m thỏa điều kiện x một lập cộng x hai lập bằng không ok đây đây chính là vs rồi đúng không nào, đẩy định lý VS vô. Định lý VS nói rằng tổng hai nghiệm là S x1 cộng x2 là trừ B chia A. À, trừ B là cái gì vậy? Trừ B của mình là A, à, B của mình là 2 nhân M trừ 1. Đúng không? Thêm dấu trừ trước là trừ 2M trừ 1. Rồi còn chia cho A là chia cho trừ 1 ở đây nữa. À, nếu mà trừ mà chia trừ nữa là nó mất dấu trừ luôn rồi. Vậy là nó chỉ còn là 2 nhân M cộng 1 thôi À M chữ 1 chứ M chữ 1 nhé M chữ 1 Đấy à, Đó là tổng Ok Rồi P này Tích này X1 cộng X À X1 nhân X2 ừ, X1 nhân X2 Bằng C chia A Như đã nói C là bằng 1 à, A là chữ 1 Vậy là 1 chia chữ 1 là chữ 1 Ok Vậy là mình được cái tích là chữ 1 nhé Rồi Đi biến đổi thằng này X1 lập cộng x 2 lập ô thằng này chính là hằng đẳng thức đúng không hằng đẳng thức ôn phát nào hằng đẳng thức mình sẽ có đâu đây? à đây đi ha a lập cộng b lập là bằng a cộng b tất cả nhân cho a bình trừ a b cộng b bình đấy đây là hằng thức à, nhớ đấy à, mình cần mình cần có một ngày nào đó Trước khi thi để mà ôn lại hết tất cả các lý thuyết như vậy. Ok không nhỉ? Nào. Vậy là thằng này sẽ tương đương. X1 cộng X2. Tất cả nhân cho X1 bình. Trừ X1 X2 cộng X2 bình. Đúng không? Bằng 0. Rồi. Phải. Án. X1 X2 là S mới đưa. Đây, đúng không? S. à Con này. X1 bình cộng X2 bình. Chính là S bình trừ 2p đúng chưa con này x1 x2 chính là p hả trừ p nữa bằng 0 ok quăng s với p vô s đâu s là 2 nhân m trừ 1 đúng chưa S bình nghĩa là nguyên cục này bình phương lên à 2, 2 bình lên là 4 nhớ bình phương hết luôn nha à, 2 này bình lên là 4 nè M 1 bình lên đây M 1 tất cả bình đấy ok chưa trừ cho 2p à trừ 2p p của mình là trừ, là trừ 1 nhân trừ 2 là ra là cộng 2 mất tiêu rồi đúng không một lần nữa trừ p trừ p đổi dấu thôi là cộng 1 đấy bằng 0 ok chưa rồi dạy thì đây chính là phương trình tích chứ gì nữa đồng ý không đây là chính là phương trình tích hai cục nhân với nhau bằng 0 à cục này bằng 0 với lại nguyên mỗi cục lớn này à bằng 0 ok nha mình sẽ có m trừ 1 bằng 0 hoặc là 4 lần m trừ 1 tất cả bình ừ. cộng 2 với 1 là 3 nhé. cộng 3 luôn bằng 0 ok thế thì con ở dưới là vô lý rồi con này vô lý quá vô lý quá vì sao vậy bản thân của con bình phương này à, bình phương là mũ chẵn như mấy đứa nhé cho nên nó lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không lớn hơn hoặc bằng 0 còn cộng thêm cái số 3 này nữa thì nó phải dương nó phải lớn không hẳn luôn không bao giờ bằng không được hết ok chưa à, rõ ràng chưa cho nên là cái việc mà cái vế trái nó bằng không là quá vô lý thôi bỏ qua không không dạy nữa à mình sẽ dạy cái ở trên đây thế là xong vậy là tóm lại mình sẽ có m bằng một thế là xong hết bài nhá kết luận vậy m bằng một xong Ok, mình không có một cái điều kiện gì hết của M hết, quá ngon nè. Ừ. Xong. Nó làm ra. Rồi, cô ba luôn. Cô ba, cô ba nào, cô ba nào. Cô ba để ước tính tốc độ S dặt trên giờ của một chiếc xe Cảnh sát sử dụng công thức S bằng căn của 30 FD ở đó D là độ dài vết trượt của bánh xe tính bằng feet và F là hệ số ma sát. Ok, câu A, trên một đoạn đường có gắn bảng báo tốc độ bên trên. Rồi ok, nào bốn cái nha. Bốn cái ở đây nè, đúng không? Có hệ số ma sát là 0.73, vết trượt à, hệ số ma sát đâu? hệ số ma sát chính là con F nhé đây đây là F nè đúng không vết trượt của một xe bốn bánh một xe bốn bánh sau khi thắng lại là 49,7 feet nghĩa là thằng đó là D đúng không nhỉ nè D D là độ dài vết trượt tính một feet này đây đây là chính là D nhá đấy hỏi xe có vượt quá tốc độ theo biển báo trên đoạn đường nó không cho biết một dặm là bằng 1,61 km ok uh -huh. vậy bây giờ mình sẽ đi uh đẩy vào công thức này đúng không mình có f rồi đề cho f rồi có d rồi đẩy vào tìm s đúng không nào ta có s bằng s bằng 30 fd căn ra thẻ số 30 nhân f nghĩa là nhân 0,73 nhân với d d là 49,7 phẩy bảy feet nè theo đúng công thức theo đúng công thức thì con d này cái đơn vị là feet và à, ok chưa à, còn s này S này đơn vị là dặm trên giờ. À, theo đúng cái 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 đơn vị như thế nha. À, căn ra, căn ra, đó Bắt đầu dùng định lý Casio, <laughs> dùng định lý Casio thôi. Căn của 30 nhân 0,73 nhân 49,7 bập 32,99. À, ok, cái đóng này nó bằng 32,99 à, và đơn vị là dặm trên giờ dặm trên giờ ok à, dặm trên giờ thế thì mình cần phải đổi qua đơn vị km trên giờ để mà mình mới có thể mình 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 so sánh với cái bảng tốc độ này đồng không à, rồi để nói một dặm là bằng 1,6 km Vậy thì bằng này dặm là bao nhiêu km thì bây giờ mình nhân thêm 1,61 thôi, đúng không? 1,61 là xong. Ừ. Lấy cái đống này nhân luôn nha. À, tốt nhất là lấy cái đống ở trong cái máy tính nè à, để yên như vậy à. nhớ nha mấy đứa bật máy tính lên bằng nút on đúng không hợp lý không và từ lúc bật lên mình không tắt máy tính và không bấm nút on một nào nào nữa đúng không không bấm nút on một lần nào nữa bấm một lần nút on thôi còn nếu muốn xóa màn hình thì bấm nút ac nha tại vì khi mà mấy đứa bấm nút on đó, là bao nhiêu thứ mất hết bao nhiêu thứ vừa mới tính mất hết à đừng bấm nút on nữa à bấm nút ac xóa màn hình ok lấy cái đống này nè 32,9 bla, 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 bla À, đem nhân cho. Đấy, nhân thẳng luôn. Answer nhân cho 1,61. Ok chưa? Yeah. Bằng kịch một cái. 53,11. Nếu như đi đi làm tròn hai số đập phân đi, ra 53,12. Ok không? 53,12 nhé. Gần bằng 53,12 km trên giờ. Ồ. Oh, vậy thì nó vượt quá tốc độ rồi, đúng không? tốc độ lớn nhất ở đây là có 50 thôi đúng không nào 50 km trên giờ vậy là vượt quá phán rồi vậy vậy à, xe hả xe đã vượt quá tốc độ rồi ok đấy vậy thôi đủ rồi ngon là ok rồi cô b cô b cô b cô b nếu xe chạy với tốc độ 48 km h trên, trên đoạn đường có hệ số ma sát là 0,45 thì khi thắng để lại vết trượt trên nền đường dài bao nhiêu feet à, vậy là đề cho cái này là S nè đồng ý không cái này là S nè đúng không Ê, nhưng mà cái này phải chuyển về dặm trên giờ nha đồng ý không cái này là hệ số ma sát là cái gì nhỉ hệ số ma sát là F đúng không ta hệ số ma sát là F ok và đề cần tìm cái vết trượt là tìm D à ok rồi bây giờ ráp vào công thức thôi đề cho công thức là gì ta quen bố đó rồi uh, s bằng căn của s bằng căn 30 fd Đấy, đi bình phương lên ừ. đi bình phương lên là mình sẽ có s s bình bằng 30 fd ok chưa rồi bắt đầu thẻ số thẻ số vô s à 48 km trên giờ mình phải đổi qua dặm Đúng không? Phải đổi qua dặm. Rồi đó, 1 một, à, một dặm là nó gần bằng 1,61 km. Đúng không? Vậy thì 48 km trên giờ thì bao nhiêu dặm? Đấy, bây giờ lấy 48 chia 1,61 thôi. Đúng không? Lấy 48 chia 1,61. 48 chia 1,61. 48,00 chia 1,61. À, mình phải làm cái đó trước nhé. Ừ, mình cần phải đổi trước nha Mấy đứa cần phải ghi bước đội ra ra nha, tại vì đề nó có cho quái đâu, đúng không? Mình ghi vô đó là mình, người ta chấm bài, người ta lại chấm hỏi rồi nó lại khổ. 48 km trên giờ thì nó bằng 4800 chia 161 dặm trên giờ. Mình sẽ không có đi đi làm tròn cái này nha mấy đứa nha. Mình chỉ làm tròn đáp án cuối cùng của đề bài thôi ok còn những cái ở trên nếu như có thể ghi phân số có thể ghi căn kết lúc lum la thì là rất nên ghi không nên làm tròn ok làm tròn đáp án cuối cùng ok rồi bây giờ quăng hết toàn bộ vô cái công thức này S bình là cục này bình phương đúng không 4800 chia 161 tất cả bình đấy mới đó có thể đi bấm máy cái thứ này nó ra xấu kệ mặt sát nó đừng bấm máy kệ nó cứ để ủa ai cấm mình đi vậy đúng không à rõ ràng nó bằng đầu 30 đúng không 30 nhân f f là bao nhiêu đây f là 0,45 d là bao nhiêu d để đang tìm mà d ok bắt đầu tìm d nhá à, bấm máy thôi có phải d đó, nó bằng lấy à, cái bình phương này đem chia nguyên cục đi qua à, đem chia nguyên cục qua à? đúng chưa chia hệ số mà nào đấy đấy bây giờ mình bấm bấm bình phương ai cấm đúng không à, 4800 chia 161 bình phương ấy đem chia cho à, để cục là vào ngoặc nha 30 nhân làm đấy ngoặc kết đàng hoàng vô thì mới chọn được bằng 65,841 Ok 65,841 nào kết luận Vậy là nếu làm tròn hay số phân đi thì mình sẽ có D này gần bằng nhớ ghi sắp xỉ nha. 65,84. Ok, fit fit nhé. Theo đúng cái đơn vị của đề Thế là xong. Ok, 65,84 fit. Ok, đại. Mình có thể kết luận vậy. Vậy là à, độ dài vết trượt độ dài vết trượt. Đấy, kết luận một cách rất là à, xúc tích ngắn gọn thôi là 65,84 feet hết bài ok thế thôi không no, easy em không khó đúng không không khó rồi tiếp nào bài số 4 bài số 4 càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm ví dụ ở khu vực thành phố hồ chí minh đều có độ cao sát mực nước biển nên có áp suất khí quyển là p bằng 760 mm thủy ngân ok còn ở thành phố puebla ở mexico có độ cao h bằng 2200 m thì có áp suất khí quyển là p bằng 550,4 mm thủy ngân với những độ cao không lớn lắm thì ta có công thức tính áp suất khí quyển tương ứng với độ cao so với mực nước biển là một hàm số bậc nhất P bằng AH cộng B à Vậy là con P này mới đó Con P này là áp suất khí quyển nhé Còn con H này nè là độ cao A nhỏ B nhỏ là hệ số Ok à rồi Có một cái mẹo mới đưa Có một cái mẹo nhá nhớ nha Cái bài toán hàm số bậc nhất này là cái bài toán là gần như chắc chắn mình sẽ đục phải khi mà đi thi tuyển sinh ừ. Có lúc thì nó ra theo cái dạng là à, thế số thế số mà thế số theo lời thôi à ví dụ nghĩa là để cho cái này Để cho cái này bắt đầu thế vô ok nha có lúc thì đề cho một cái đồ thị như vậy không à, thì ngay khi mà đề cho đồ thị nhớ nha khi đề cho đồ thị thì đừng đọc đề <laughs> à, nó hơi ngược đề đúng không ha à, nhưng đúng thầy nói thật đừng đọc đề đề sẽ có những cái đề nó chơi mình nghĩa là nó 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 cho bla 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 trên trời đất không à đúng không khi có đồ thị thì trăm trăm nhìn vào đồ thị mà làm đừng đọc đề ha đề nó sẽ có lúc chơi mình đấy nhớ nha khi có đồ thị thì tập trung vào đồ thị làm thôi đề biến không có quan tâm đề luôn ok mình chỉ quan tâm cái này nè nè mình chỉ quan tâm khúc này nữa nè đấy không cái đồ thị hàm số của mình là cái này nè đó cái hàm số bậc nhất của mình là p bằng ah cộng b ok chưa rồi quan tâm thứ hai là cái này đồ thị, ok chưa yeah. Đây. bây giờ đơn giản sẽ thế hai điểm có tọa độ rồi trên đồ thị vào hàm số, ok, nè, điểm đầu tiên điểm này đúng không? Đây 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 đây, điểm này nè, ngon lành chưa? Điểm này có tọa độ bao nhiêu? Ừ. Điểm này có tọa độ là không bảy sáu mươi, đồng ý không? À, nó nằm ở trên trục O Oy á, à, xem như trục này trục Oy nè, thì rõ ràng là là hoành độ nó bằng không đúng chưa yeah. À, đó là điểm đầu tiên điểm thứ hai điểm này đúng chưa? điểm này có tọa độ bao nhiêu có phải là hai hai không không năm năm phẩy đúng chưa đấy à, đấy hoàn độ nè tung độ nè đúng không à, thế hai điểm đó vào là xong đấy không cần đọc đề đừng đọc đề sẽ có đề để nó chơi mình nào đầu tiên mình có cái điểm không bảy sáu thuộc hàm số p bằng a h cộng b ừ, thế vào nhé từ đó suy ra nào con không này mình sẽ thế vào gì thế vào con h Ok, cái hoàn độ mà đúng chưa còn 760 này à, sẽ thế vào con b được chưa nha vậy à con con xin lỗi con p con p chứ không con, con b con b là hệ số mà sao thế trời sorry con p nha con p nha nào mình sẽ có từ bên trái sang 760 bằng không nhân a thì thôi vứt bố đi đừng ghi a nhân không đó. nó vô duyên lắm đúng không bằng b luôn cho nó sướng này. đấy một đứa nha 760 bằng b rồi ok bây giờ thế lại thêm một lần nữa này thế con kia con kia là con hai kho hai 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 với lại 550,4, ok thuộc hàm số p bằng A H cộng B. Nào, một lần nữa, một lần nữa nhé. Con 2200 này thế vào H. Còn con 550,4 này thế vào P. Ok cho nha. Nào mình sẽ có từ bên trái sang mình sẽ có 550,4 bằng à, 2200 nhân với lại A cộng cho B. Ok, rồi. Mình có quyền mình quăng 7 à, B bằng 760 này xuống dưới đây. À, quăng cái đóng này xuống dưới đây nhá vậy là mình sẽ có mình sẽ có cái gì 550,4 bằng 2200 a cộng 760 giờ yeah. tìm a rất dễ đúng không tìm a rất dễ là bấm máy luôn bấm máy luôn cho nó nó mát à, nè chuyển 760 con đây thì đó là 550,4 trừ cho 7 60 đúng chưa? Bằng đấy, bằng cục đó đem chia cho cái hệ số này chia 2200 bằng ok. A là bằng trừ 131 phần 1375. Đấy, nó xấu một tí kệ bố nó. Ok chưa? Rồi, vậy là mình có mình vậy là mình sẽ kết luận được cái uh, hàm số P bằng trừ 131 phần 1375 cộng cho 760. Đấy, xong. Nhớ kết luận à, à, cái này là có cái ảnh hắc nữa chứ nhỉ? H. Đấy, nhớ kết luận cái hàm số này vô. Ok chưa? Yeah. Nhớ kết luận cái hàm số này vào, đừng quên. Tại vì cỡ nào mình cũng lấy mình xài hết, bảo đảm. Ok. Rồi. Tiếp luôn nha. Câu B nè. B nào của B nào Hỏi cao 15 Lâm Đồng có độ cao 650 m so với mực nước biển chạy dưới vậy thì có áp suất khí quyển là bao nhiêu? Ồ thì đấy, đấy 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 đấy, đây là lý do tại sao mình lại kết luận cái thứ này. Đúng không? Mình lấy cái đó mình làm luôn. Đề cho độ cao 650 m, nghĩa là đề cho gì? Đề cho h cỡ nào cũng vậy á, nó có hai ẩn P hoặc h, đúng không? Chó này tìm kia, chó kia tìm này, cỡ nào chẳng có, đúng không? Nào, đề cho h bằng 650 Thế vô mình sẽ có P bằng Trừ 131 phần 1375 Nhân 650 à, Cộng với 760 Bằng Đấy Nhớ nha Mình không có làm tròn ba cái đồ yêu làm gì nha à, Cái thứ này để yên như vậy Không làm tròn mất chi Không mắc chi làm tròn làm cái gì hết á Ok không Mình chỉ làm tròn cái đáp án cuối cùng thôi à, Mà cái đó cái hệ số mà không mắc chi phải làm tròn hết Nào Đi vào máy thôi Trừ 131 phần 1375 nhân cho 650 cộng cho 760 bụp một cái đấy 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 à, cái khúc này mới làm tròn này đấy à, đây là đáp án cuối cùng 698 698,07 à ok làm tròn à làm tròn đến trước số phần thứ nhất hồi nãy là phải 07 đúng không ta 69 698 6, 9, 8, 0, 7. Làm tròn đến số được phân thứ nhất là làm tròn đến số 0 rồi nè Đúng chưa? Vậy nghĩa là mình phải cộng 1 vào đây rồi Đúng không? Tại vì số 7 ngay bên phải nó là lớn 5 rồi à Gần bằng 6, 9, 8, 1 Ok mm thủy ngân Đấy Xong Ok Kết luận Kết luận Nhớ kết luận Vậy Áp um, suất khí quyển là 698,1 mm thủy ngân xong bài. Ok chưa? Ừ. Rồi, tiếp luôn. Đấy, nhớ đấy. Nhớ là khi mà có đồ thị thì đừng đọc đề. Đi tìm hai cái điểm có tọa độ sẵn rồi, thế vào hàm số. Nhớ nha, Ha. À, nhớ cái trò đó, ok. Rồi, tiếp luôn. Bài 5. Hộp phô mai có dạng hình trụ. Hai đáy là hai hình tròn bằng nhau có đường kính là 12,2 cm. Đặt đề kỹ vô nha, đây là đường kính nha. Là bán kính đấy. Tiền liền đi cho nó khỏi quên, đúng không? Bán kính. Bán kính đáy à, đáy trụ, đúng không nhỉ? Bán kính đáy trụ là lấy 12,2 đem chia 2 đi. Là ra 6,1 cm. Đấy. À. Chiều cao hộp phô mai là 2,4 cm. Giả sử trong hộp phô mai chứa 8 miếng phô mai bằng nhau, được xếp nằm sát nhau, vừa khít bên trong hộp và mỗi miếng được gói bằng à, được gói vừa khít bằng loại giấy bạc đặc biệt. Ok. Câu A biết công thức tính thể tích trụ là V bằng S nhân H. S là diện tích đáy, H là chiều cao. Tính theo cm khối, cm khối. Ok thì vẫn giữ nguyên cm thôi, đúng không nhỉ? thể tích của mỗi miếng phô mai bên trong hộp easy game à rất là dễ bây giờ muốn tính mỗi miếng phô mai thì bây giờ mình lấy nguyên cái thể tích trụ mình đem chia ra 8 miếng là ra mỗi miếng đồng ý không ok giờ à rồi tính được bán kính đáy trụ rồi nhé bây giờ đi tính à, đi tính thẳng thể tích mỗi miếng phô mai luôn cho nó gắt ok không nào thể tích thể tích mỗi miếng for my đi lấy thể tích trụ là s nhân h s nhân h s là gì vậy là à, à s là diện tích đáy diện tích đáy là diện tích của hình tròn đúng không vậy là nó mình sẽ ra là b r bình r là nhiêu vậy ta r mới tìm được 6,1 bình phương này. đấy nhân cho h h là bao nhiêu h là 2,4 đấy. không à, diện tích đáy nhân chiều cao thì đây chính là thể tích của nguyên một cái hộp phô mai hình trụ Vậy vậy em chia 8 đi à, Đem chia cho 8 đi Đấy, vậy là sẽ ra thể tích mỗi miếng thôi Đúng không? Bấm máy thôi Bấm máy thôi Đâu, B Nhân 6,1 bình Nhân 2,4 Chia 8 Bập 35,069 Làm tròn đến hàng đơn vị Vậy là mình sẽ làm tròn đến cái số 5 này mới đó, đúng không? Nhìn qua bên phải số 0, số 0 nó nhỏ hơn 5 cho nên thôi mình không cần phải cộng 1 vào nữa. Vậy nó ra đúng 35. À, làm tròn đúng 35 luôn. Ok, ý, sao tự nhiên? Chỗ này, dời qua một tẹo đây, ghi cho nó gọn. Đây, ok. Gần bằng 35 cm khối. Ok mà. gần bằng sắp xỉ nha Một khi đã làm tròn thì phải ghi sắp xỉ mới đúng nha Rồi, thế là xong câu 3. Ok, có thể kết luận người liền ngay lập tức thôi khỏi quên Vậy, thể tích Mỗi miếng Phô mai Là 35cm khối Ok, xong Easy gì ra, yeah. test B luôn Nào, cô B Biết công thức diện tích xung quanh hình trụ là S xung quanh bằng C nhân hC chu vi đáy, h là chiều cao. Tính theo cm vuông. Phần diện tích phần giấy bạc gói 8 miếng phô mai trong hộp làm tròn đến hàng đơn vị. Ừ. 8 miếng phô mai trong hộp làm tròn đến hàng đơn vị. Mình sẽ đi tính diện tích phần giấy bạc gói mỗi miếng xong mình nhân cho 8 lên. Ok một miếng phô mai như thế này. Đấy, có phải một miếng phô mai như vậy không? Nó làm ra. Ok không? Rồi. rồi, vậy mình sẽ đi tìm uh, diện tích của cái phần này nè. Đấy, phần màu vàng tất nhiên phải nhân đôi lên. Đúng không? Tại vì phần màu vàng này nó y chang phần màu vàng bên đây đúng chưa Đấy nhân đôi lên ok rồi đi tìm diện tích của cái phần này hợp lý đấy chưa đấy. rồi xong rồi đi tìm diện tích của cái phần đáy cái phần đáy cái phần hình quạt này nè Đấy tất nhiên cũng phải nhân đôi lên à ok chưa vậy mình cần tìm ba cái màu vàng phải nhân đôi lên màu xanh lá phải nhân đôi lên còn cái màu này à, cái màu ngoài đây màu ngoài đây thì thôi khỏi nhân đôi Ok, rồi bây giờ bắt đầu tìm nha. Tìm nha. Rồi. Màu vàng nè. Mình có thể làm gộp luôn cũng được. Ừ, uhm, làm được gộp luôn. Nào, uh, diện tích diện tích phần giấy giấy bạc gói 8 miếng phô mai luôn. Rồi. Đi lấy một một miếng nhân 8 lên đúng không? nhân 8 ở ngoài nè rồi phần màu vàng là gì vậy à, phần màu vàng là gì vậy này nhá đây chính là chiều cao của cái trụ đồng ý không đấy là chính là chiều cao trụ nhá à, chiều cao trụ là nhiều của ta chiều cao trụ là 2,4 2,4 nhá chỗ này 2,4 cm ok rồi à phần này chính là bán kính đáy trụ xiên luôn đúng không nhỉ ừ, đúng không đúng không nè nè đây đây đấy cái phần này nè thì đây đây là tâm trụ tâm đáy nè đúng không à, trên hình nè đây chính là bán kính đáy chắc luôn <laughs> đúng không đồng ý không đấy miếng phô mai như thế đây là bán kính bán kính bao nhiêu quên rồi 6,1 6,1 một cm ok rồi vậy ừ. vậy thì cái phần màu vàng mới là cái phần màu vàng là hình chữ nhật đồng ý không cái phần màu vàng phải là hình chữ nhật thì hình chữ nhật ấy nó tính bằng cách là tính uh, diện tích hình chữ nhật đúng không mình sẽ lấy chiều rộng là 2,4 2,4 đem nhân cho chiều dài là 6,1 đấy ok giờ yeah. mà như mình đã nói ngay từ ban đầu màu vàng có hai mặt lực cho nên thôi nhân hai lên một đứa xong màu vàng ok chưa yeah. à để tiếp tục nào đi uh, tính uh, cái phần màu xanh lá phần màu xanh lá trong đây đây phần màu xanh lá ừ. phần màu xanh lá rất là dễ phần màu xanh lá này chính là cái uh, cái cái cái, cái diện tích đáy của hình trụ mình chia tán ra có đồng ý không diện tích đáy của hình trụ mình chia 8 ra là ngon đúng không nhỉ à rồi vậy là mình sẽ lấy diện tích đáy trụ diện tích đáy trụ là bằng pi Pi r bình R là 6,1 bình phương Đem nhanh cho À, pi r bình À, diện tích đáy thì là pi r bình thôi Gì nó còn nhanh nhất gì nữa Đem chia 8 ra Ok, chia 8 Ok chưa yeah. À, tại vì có 8 miếng mà Đúng không, có 8 miếng mà Rồi Cái phần này Cái phần này Phần này chính là cái phần À diện tích xung quanh của hình trụ mình chia 8 ra <laughs> có đúng không nè nè có đúng chưa đúng chưa à, cái phần này nè cái phần này là bây giờ. chính là diện tích xung quanh đúng không diện tích xung quanh của nguyên cái hình trụ đấy mình chia 8 miếng nữa. đúng chưa à mà theo đề diện tích xung quanh nó bằng cái gì vậy diện tích xung quanh là bằng c nhân h chu vi chu vi đáy nhân chiều cao ok cộng với chu vi đáy là gì vậy chu vi đáy là 2 br R là 6,1 Đem nhân chiều cao là à, Chiều cao của trụ là 2,4 Đấy, ok, đó gì tới xung quanh nha Đem chia 8 ra Ok, thế là xong ừ, Đây Là phần màu vàng Đó, đấy, 2 phần màu vàng Nhân đôi lên nha Đây là phần màu xanh Đấy Còn đây Là phần màu xanh lá Đồng ý chưa Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Ừ. Bây giờ bấm máy là xong. 8 nhân 2,4 nhân 6,1 nhân 2 Ủa, làm gì có chia đâu ta? 6,1 x 2 cộng cho B nhân 6,1 bình chia 8 cộng cho 2B nhân 6,1 x 2,4 chia 8 Rồi, ổn áp bằng 443 Có gì vậy ta? Ôi, quên mất, sorry Chỗ này, chỗ này phải nhân 2 mới được rồi À, có hai cái mặt màu xanh lá à quầy mắt mặt mới đấy trời ạ nhân hai nhá cái này nhân hai nè cái màu xanh lá nhân hai nè cái màu vàng nhân hai nhân hai nhân hai ok còn cái màu này á, không cần phải nhân tại vì nó có đúng một mặt thôi à. sửa lại một tay nhân hai vào đó bằng 560,02 ok nếu mà làm tròn làm tròn đến hai số thập phân của chúng ta à làm tròn đến hàng đơn vị. Hẳn vậy là số 0 rồi mới đúng, số 0 này nhá. Nhìn có bên phải là số 0 ở đây Vậy là mình không cần cộng 1 vào đây, 560. Ok. Rồi bằng 560 cm vuông. Đấy. 8 miếng giấy gói bạc. Ok. Vậy ừ. diện giấy Tết. à, giấy bạc tám miếng phô mai là 560 cm vuông ok xong bài à, nhớ nha cái màu cái màu xanh lá này và có màu vàng này cần phải nhân đôi lên ừ, tại vì nó có hai mặt đối xứng với nhau ok rồi tiếp luôn bài số 6 Bác bảy mua một con nghé và một con bê. Sau đó bác bán lại cho người bạn. Con nghé với giá 18 triệu. À, rồi. Bác nói, tôi bán cho anh lỗ mất 20% rồi đấy. Lỗ nhé. Ừ, lỗ. Bán lỗ 20%. Ít hôm sau, ông bán con B cho ông ba. Xã bên với giá 18 triệu bác thầm nghĩ bán đi con này mình lời 20%. Ok. Con nghé bán lỗ 20%. Con B bán lời 20%. Ok. Rồi, hỏi sau khi bán hai con bác lời hay lỗ so với số tiền bác dùng để mua hai con. Vậy muốn biết lời hay lỗ rất đơn giản thôi, mình sẽ đi tìm à giá bán. Tổng giá bán. Tổng giá bán. À, rồi, đi tìm tổng tổng giá mua ừ, tổng giá mua lúc đầu ấy ha rồi có thử coi giá bán nó lớn hơn giá mua hay nhỏ hơn giá mua đúng chưa nếu giá bán này mà lớn hơn giá mua thì bảo đảm là à, bác bảy à, lời rồi đồng ý không à, bây giờ mình bỏ tiền đó mình mua 10 đồng đúng không mình bán tụi nó là à, bán đi được 15 đồng vậy là lời 5 đồng đúng không nhỉ lời 5 đồng Đấy, à, tiền bán ừ, tiền bán lớn hơn tiền mua à, thì tự nhiên lời còn nếu như ngược lại nếu nhỏ hơn thì là lỗ nhá và nếu như mà tổng giá bán tiền bán mà bằng tiền mua luôn thì có như huệ vốn ừ, đúng không coi như huệ vốn ok rồi bắt đầu đi tìm thôi bắt đầu đi tìm thôi này lời lỗ như thế là đó là tỷ lệ tăng tỷ lệ giảm nhé à, đi dùng công thức mà làm nhé ừ, ok bây giờ đi tìm à lỗ mất 20% bây giờ giá bán của con nghe con nghé giá bán là 18 triệu. Vậy là mình sẽ đi tìm được cái số tiền mà um, bác Bảy mua con nghé. Đúng không? Tìm số tiền. Số tiền mua con nghé. Đấy. Ồ, số tiền này là số tiền trước nhóm đứa nha. Có phải là à, người ta mua, người ta bỏ ra là giá mua đúng không? Đấy, tiền mua nè. Xong rồi người ta bán lỗ mất 20% thì được. À, 18 triệu Đấy, à, rõ ràng cái tiền mua này à, là tiền trước Vậy tìm làm thế nào? Lấy 18 triệu là tiền sau Sau nhá, này sau nè Đem chia cho 1 trừ 20% Đúng chưa? Tại vì lỗ mà Lỗ là xem như tự đã giảm Lỗ là nó giảm mất cái có gì đâu, đúng không? Rồi, đi bấm máy thôi Bấm máy thôi Đó 18 chia 1 trừ 20% ừ. 45 phần 2 22 5 nhé. 22 22,5 5. 22 5 triệu. Ok, một cái. Rồi. đó đó. Triệu đồng đi. Ừ, hơn Một triệu luôn rồi, triệu luôn rồi. Ok, rồi. Đi tìm số tiền mua con B hả ừ, con b đúng rồi con b rồi tương tự như vậy ừ. à, lời à, bán con b là được lời nghĩa là à, mua con b bằng số tiền ở đó lời 20% phần trăm lên thì được 18 triệu đúng chưa nè giá 18 triệu vậy là mình sẽ lấy 18 triệu là cái tiền sau nè đem chia cho một cộng 20% phần trăm ok thì ra bao nhiêu đây 18 chia một cộng trăm bằng 15 ừ 15 triệu. Ok. Mà làm lần chưa? Mà làm lần chưa? Rồi, vậy là mình đã có tiền mua rồi. Mình cũng có tiền bán luôn, đi tìm tổng tiền bán và tổng tiền mua là xong. Tổng tiền mua hai con chính là 22,5 cộng cho 15 thì bao nhiêu ta? 37,5 đúng không? 37,5 triệu. Đấy, rồi, tổng tiền bán. Tổng tiền bán hai con. À à thế thì uh, mỗi con à, uh, bác 7 bán được 18 triệu đúng không? Vậy thì nhân đôi lên thôi. Nhân 2 lên. 36 triệu. Ok À Vậy là Bác Bảy bỏ tiền Bỏ tiền túi mình ra 37,5 triệu để mua hai con ừ. Sau đó là ông bán hai con đó với giá 36 triệu Vậy là ông lỗ bố rồi Đúng chưa Bác Bảy là lỗ mà lỗ Lỗ khoảng uh, triệu rưỡi rồi nhá Bác Bảy lỗ triệu rưỡi rồi à, Rồi ok Vậy mình có thể đi kết luận Đúng không? Đi kết luận vào Vậy bác bảy lỗ đấy đủ rồi vậy là đủ rồi vì sao vậy tại vì cái tiền mua ba bảy năm triệu nó lớn hơn 36 triệu đó là tiền tiền bán đấy thế thôi ừ, thế rồi ok nha rồi đề hỏi sau khi bán hai con bác lời hay lỗ so với số tiền mắc dùng để mua hai con à vậy thì mình chỉ cần kết luận bác bậy lời hay lỗ thôi và quất thêm cái, cái 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 lý do đây đây chính là lý do đúng không 37,5 triệu lớn hơn 36 triệu à chứ đề đâu có hỏi là lỗ bao nhiêu đâu lời bao nhiêu đâu đúng không nhỉ? nếu như đề hỏi à lỗ hay lời bao nhiêu tiền thì mình mới lấy 37,5 mình trừ bớt đi 36 xong rồi mình kết luận à bác bảy lỗ 1 triệu à, rưỡi à, 1,5 triệu ok ngon đề cần cái gì đề hỏi cái gì cho đề đúng cái đó thôi ok không không hơn không kém làm gì hết đúng không cho đề đúng cái đó thôi ok rồi bài số 7 bài số 7 một vé xem phim giá 60.000 đồng khi có đợt giảm giá mỗi ngày số lượng người xem tăng lên 50 trăm do đó doanh thu cũng tăng 25 phần trăm hỏi giá vé sau khi được chạm là bao nhiêu ok <laughs> mình có thể đi gọi x à, đi gọi x là số lượng khán giả số lượng người xem khi mà chưa giảm giá ừ, nghĩa là lúc đầu ấy à rồi x người này là số lượng người xem thì chưa giảm giá. Ok, tất nhiên x thuộc n sao nhá. À. Rồi, tìm được cái gì nhỉ? Tìm được cái gì? Mỗi ngày để nói mỗi ngày số lượng người xem tăng lên 50%. Ừ. Vậy mình sẽ tìm được số người số người xem sau khi giảm giá, rồi, sau khi giảm giá. Đấy, thì tăng lên, tăng lên 50% này chính là tỷ lệ tăng. Đúng không? Đấy chính là tỷ lệ tăng mình sẽ lấy x là số người lúc trước ban đầu này đem nhân cho 1 cộng 50%. Nghĩa là à 1 cộng 50% nghĩa là 1 150%, 1,5 nhé ha, 1,5x đấy người. Ok, đó ghi vào cho nó gọn 1,5x luôn. Ừ doanh thu tăng 25% mươi ừ. doanh thu nghĩa là số tiền số tiền mình thu về đúng không mình sẽ tìm được doanh thu doanh thu sau khi giảm giá ok doanh thu tiền thế nào doanh thu này mình sẽ tìm bằng cách lấy số tiền ừ. số tiền lúc đầu à, số tiền thu được lúc đầu đem nhân cho à, 1 cộng 25 phần trăm đúng không tỷ lệ tăng mà nhỉ đúng không? tỷ tăng rồi. à mà số tiền lúc đầu làm thế nào vậy số tiền lúc đầu chính là lấy vé à, giá vé giá vé đem nhân cho số người số người xem đúng chưa à giá vé là 60 000 còn số người xem lúc đầu là bao nhiêu là x đúng chưa à vậy là 60.000 x đây chính là doanh thu trước khi giảm giá. Mình sẽ đem nhân cho 1 cộng cho 25%, thấy là sẽ ra doanh thu sau khi giảm giá. Ok à bấm máy luôn. Bấm máy luôn, bấm máy luôn. Lấy 60.000 à. nhân cho 1 cộng 25% bằng 75.000 à, 75.000 x à, có con x đó nha, ok rồi đồng nhá, ok rồi vậy là mình đã có doanh thu sau khi giảm giá rồi, mình cũng có số người xem sau khi giảm giá luôn, vậy thì đơn giản đó mình sẽ lấy cái doanh thu thì mình chia số người thì sẽ ra số giá vé, đúng không? Giá tiền, giá tiền uh, vé lúc giảm, ok nhá, giá vé lúc giảm, rồi vậy là mình sẽ tính được uh, giá tiền vé lúc giảm giá vé giảm sau khi giảm đi Đấy. lấy doanh thu là 75000x đem chia cho số người xem là 1,5 x tất nhiên hai con x triệt mất rồi đồng ý không hai con x triệt mất rồi thì lấy 75000 chia 1,5 à, 50.000 ừ, 50.000 nhé 50.000 Ok Thế là sao à, Đây chính là giá vé sau khi giảm <laughs> ừ. Và đề nó hỏi giá vé khi được giảm là bao nhiêu Vậy nghĩa là 50.000 nữa Đúng không Đề nó không hỏi là giảm bao nhiêu nha Đề không hỏi giảm bao nhiêu tiền Ok không nhỉ? Hỏi là giá vé khi được giảm Nghĩa là sau khi được giảm á Là 50.000 à. Vậy ừ. Giá vé khi giảm là 50.000. Ok, hết bài, nghĩa là giảm 10.000 đó. Đồng ý không? À nó là giảm 10.000. Đấy cái bài như vậy, à, cái bài nó hơi nó hơi bị uh, hơi bị hơi hơi bị khó hiểu ở cái chỗ này một tẹo này, chỗ này một chỗ này một tẹo đúng không? Đấy, ừ. Um, ok chưa? Gõ x vô xong mà hai con x bị triệt vậy thôi. À. Rồi, ok. Lấy doanh thu sau khi giảm đem chia cho số người xem sau khi giảm thì sẽ ra được giá vé sau khi giảm ok à, đó nó xoay quanh cái thư đó Đối doanh thu chia cho số người thì sẽ ra được số vé à giá vé thế thôi ok chưa à, rồi bài số 8. Rồi. bài số tám vẽ hình nào nào OK từ điểm S nằm ngoài đường tròn tâm O vẽ tiếp tuyến SA, các tuyến SBC nhớ là A thuộc cung nhỏ BC nha ha mấy nếu mà mấy đứa vẽ à, nếu mấy đứa vẽ cái các tuyến SBC nó lên trên đây nè, đấy, lên trên đây nè, không? thì A nó thuộc cung lớn BC mất tiêu, rồi, cho nên buộc lòng BC phải nằm dưới đây, OK không nha, à, đơn giản vậy thôi, rồi H trung điểm BC chứng minh SA bình bằng SB nhân SC rất là dễ nha mình sẽ đi chứng minh à, phương tích của điểm S đối với đường tròn tâm O bằng tam giác đồng dạng đấy thấy không tam giác SBA với tam giác SAC rõ ràng chắc chắn 100% cái góc này góc C đây à, góc SCA nó bằng với góc SAB ok chưa à, đấy tại vì góc này là góc nội à, góc này góc tiếp tuyến dây cung này chắn cung AB đúng không? Còn góc bên đây, góc này chính là góc nội tiếp chắn cung AB thì tụi nó phải bằng nhau, tại vì tụi nó cùng bằng 1 phần hai số đo cung AB rất quen thuộc đúng không? đấy là cái ý đầu tiên SA bình bằng với SB nhân SC làm liền nhá đó là đó là cơ bản đó, cái ý này là rất cơ bản. Tam giác SAB và tam giác SAC có Thứ nhất là mình có cái góc chung, đúng không? góc chung đỉnh S, góc A, S, B là góc chung. Rất dễ, đúng không? Thứ hai, mình có góc S, A, B bằng với góc S, C, A. Vì sao vậy? Cũng bằng 1 phần 2 số đo cung AB Ok, à, ý này cực kỳ cơ bản luôn, đúng không? Từ đó suy ra, tam giác SAB đồng dạng với tam giác s a, a c bên này, c chung a đúng không SCA s c a. Đấy, trường hợp góc góc từ đó phán tỷ lệ đồng dạng sa chia sc bằng sb chia cho sa bằng với ba chia ca. Từ đó phán nhân chéo, hai đứa đầu tiên nhân chéo nhé. sa bình bằng SB nhìn SC. Đấy, xong. Ok chưa? Yeah. À. Rồi, ý thứ hai. tứ giác SAHO nội tiếp SAHO easy game ha. Hoàn toàn 100% mình sẽ chứng minh được cái chỗ này. OH vuông góc với lại BC. Đồng ý không? À, một phần cao bình. Đúng chưa? Yeah. Thế thì à, góc OHS 90. Ừ, nhìn OS. Góc OAS cũng 90 nhìn OS luôn Vậy tự nhiên hai đứa hai góc bằng nhau cùng nhìn OS bảo đảm tứ giác nội tiếp Ok À, làm một phần đường kính à, Làm một phần đường kính trước Ta có con OH OH là một phần đường kính Ok Thứ hai đường kính của đường tròn tâm O nha Thứ hai mình có con H là trung điểm dây BC Đúng chưa? là trung điểm nhớ là dây nha à, trung điểm dây mới được nha dây BC dây BC OK từ đó mình có quyền phán là con uh, OH vuông góc với con BC tại H hãy có vuông góc tại H rồi đi làm tứ giác nội tiếp thôi OK này tứ giác S A H O có góc S A O bằng với góc S H O đúng không? Có hết rồi. Vì cùng bằng 90 độ. Đấy. Cho nên phán được tứ giác. Uhm, S A H O nội tép. Mà nếu như giả sử như để cần tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác này Thì mình sẽ lấy điểm trung điểm OS Trung điểm cạnh huyền chung mới đứa có nhớ trung điểm cạnh huyền chung là được Ok Rồi Xong qua à, Rất cơ bản Đúng không Chắc chắn 100% mình sẽ làm được câu A với câu B ừ, Chắc chắn 100% Câu C luyện Và Và hồng thi à, Ngồi Bình tĩnh lại à, Tự nhiên là kiến thức nó tái hiện lại à, Là làm được luôn Ok Câu B nào kè đường kính AK của đường tròn tâm O OK AK AK đường kính này đi làm tam giác đồng dạng đúng không EKBH. mình không có làm hệ thức lượng được mình không có tam giác vuông có đường cao ở đây cho nên đi làm tam giác đồng dạng đó đó là cái 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 cái, cái tư duy của mình à, đi ra tam giác mình sẽ có tam giác ek với là ok nè đúng không e ok e ok với tam giác abh đúng vậy à ghi đáp ra ra nè Nháp nháp nè à tam giác e ok với tam giác abh đúng chưa e ok abh a hay vậy mình có sẵn một góc bằng nhau rồi đúng nha đây góc này góc EKO đây là góc nội tiếp chắn cung AC đồng ý không ừ. thứ hai là góc này góc ABH đây là góc nội tiếp cũng chắn cung AC luôn à hai góc màu đỏ bằng nhau nhá một nữa. còn cái gì bằng nhau nữa không ừ. ok rồi à à, mình sẽ lấy những cái thứ cũ cũ mình làm vậy đó nhé à, mấy đứa có để ý không nhỉ? cái tam giác AHB á nó có cái góc này rất là cũ nè góc AHB ừ, góc AHB à, góc màu đen nè đây hãy à, góc màu đen nhé tại sao cũ vậy <laughs> tại vì khi mình nói AHB á thì mình có hiểu tôi có thể hiểu cái góc đó là góc AHS đúng không góc đó cũng là góc AHS mà góc AHS thì nó nằm trong tứ giác nội tiếp AHOS mới chứng minh xong cũ rít luôn đúng không và à, nếu như mà mình làm theo kiểu hai cạnh cùng nhìn à, à, xin lỗi hai góc cùng nhìn một cạnh bằng nhau ấy thì mình sẽ có góc AHS bằng với góc SOA đồng ý không đúng không tại vì hai đứa nó cùng nhìn AS mà nhờ trong tứ giác OHAS nội tiếp mà cái góc đỉnh O này nó đối định với góc trên đây thế là xong đấy ok à, à mọi người thấy không đó gọi là sức mạnh của việc đánh dấu khi mà mình suy nghĩ mình cứ đánh dấu vô mình đánh dấu vô là tự nhiên nó ra nó ra một cách rất 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 tự nhiên luôn ừ, tự nhiên luôn rất cực kỳ tự nhiên luôn tự nhiên nó ra này rõ ràng trên hình có ba cái ba cái ba cái góc được đánh dấu màu đen giống nhau à, cái thể loại như vậy á, thì chứng minh bằng nhau bằng trung gian bằng phương pháp trung gian thì con này con thứ ba này đấy con này chính là con thứ ba đồng ý chưa à. à không bậy 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 sorry con nó phải con thứ ba con thứ ba là con này đấy nhỉ? À sorry con thứ ba là con này chứ đấy con này con thứ ba à. à ok bắt ta theo hướng nó thôi nào chơi nào đi chứng minh hai góc nó bằng nhau trước là hai góc đen nha nào mình có góc soa ta có soa bằng với s H A vì tứ giác nội tiếp thôi đúng không? Tứ giác S O H A nội tiếp. Rồi tiếp rồi cái đứa con cái con S S O A S à, O A nó bằng với con K O E đúng không? K O E vì sao vậy? Đối định, đúng không? Đối định từ đó mình có quyền phán SHA bằng với KOE sau Đấy, đi làm tam giác đồng dạng thôi tam giác EOK và tam giác ABH có rồi móc xuống góc KOE bằng với góc um, BHA đúng không BHA là góc này nè BHA ok rồi chứng minh trên nhé đấy nói góc độ bằng góc đỏ là xong góc o k e bằng với góc h ba vì sao vậy hai đứa cùng nhìn cạnh à, cùng nhìn cung ac cùng bằng 1 phần hai số đo cung ac cho nên tam giác đồng dạng thôi eok đồng dạng với o o trùng h đúng không o trùng h vậy h nằm giữa nè k trùng b à, nhìn vào chữ ở giữa mới rồi o nè trùng h nè đúng không k nè trùng b nè ấy nhìn vào chữ ở giữa ok à, k trùng b vậy b ở đằng sau đây ok vậy là a đây đã xong à, trường hợp góc góc quá ngon từ đó khoán thì đồng dạng EO chia cho AH bằng EK chia AB bằng OK chia HB từ đó phán khoảng... nhân chéo thôi AK nhân BH là hai 2... hai con sau nhỉ đúng nhỉ hai con sau đúng không bằng AB nhân OK đấy rất chuẩn OK xong xong của B đấy bài học lớn nhất là gì tìm về những cái con cũ cũ mình vừa mới làm xong được không nhỉ? mình nhìn là mình nhìn vào những cái con cũ ok không một cái bài hình chuẩn thì nó rất nhiều lần rồi câu A sẽ chuẩn bị cho câu B thậm chí câu B nó chuẩn bị cho câu C luôn ok không nhỉ ha nhìn vào những cái chỗ cũ mà mình mới làm xong được chưa rồi câu C nè câu C hoài Thì cắt đường tròn đông ô tại D Ok, chứng minh ba điểm BOD thẳng hạn. Ừ, BOD thẳng hạn. Ừ. Ok, ừ, như thế này nhá. Mình sẽ tìm cách mình chứng minh góc góc A D O bằng với góc A D b <laughs> ok không? à đúng không ado bằng với adb thì bảo đảm chắc chắn rồi bod phải thẳng hẹp không chạy được đúng không nhỉ đúng không không thể nào chạy được à rồi bây giờ chứng minh thế nào đây góc adb là một góc rất đặc biệt đúng không góc adb là nó uh, góc adb là nó bằng với lại góc acb đúng không nhỉ góc adb này À, góc nội tiếp chắn cung AB thì nó sẽ bằng góc ACB chứ gì nữa đúng không? góc nội tiếp chắn cung AB luôn OK chưa? rồi góc ADO, ADO thì nếu như mình chứng minh tam giác ADO cân tại O ấy thì góc ADO này sẽ bằng góc ODA đúng không? À xin lỗi A OAD chứ OAD. OK chưa? đấy. Ồ. Oh vậy nếu như hai góc ở dưới đây bằng nhau thì ngon đúng không à, góc UAD UAD bằng với góc ACB ACB ok mình sẽ đi chứng minh tam giác đồng dạng nhé ừ. chính xác đó là tam giác ừ. cái tam giác này nó hơi bị <laughs> hơi bị uh, hơi bị nhiệm màu nha thằng này hơi bị magic một tí nha ừ. tam giác OE. OEA và tam giác ừ, OEA nó có chứa cái góc OAD phải đúng không? À, đồng ý không? À, tam giác chứa góc ACB là tam giác nào nhỉ? Tam giác AHC Đấy, bị chứng minh hai tam giác đồng dạng Ok chưa? Ha. Nào, thì chứng minh đồng dạng mình rất là nhẹ màu nha Cách tất nhiên là cạnh góc cạnh nha à, Đi làm cạnh góc cạnh này nhé Nó như vậy Cái góc bằng nhau chính là góc đỉnh H với lại đỉnh ô ừ, hay hay cái bài này hay như thế đây góc này đây, với góc này góc dưới đây ok chưa à, thì nhìn đó mới đánh dấu vô tự nhiên mới thấy liền luôn Bạn mấy chưa đánh dấu vô tự nhiên thấy liền mình sẽ đi cộng góc đúng không này nhá góc e o a góc e o a cộng với góc kề bù với nó là góc a u Đúng không? Góc A, o, S Là bằng trăm tám bù mà ấy. Đúng không? Kè bù À, hai góc kè bù Rồi Ok Tương tự như vậy Góc đỏ ở dưới C, H, A C, H, A Cộng với góc kề bù với nó A, H, S Là bằng trăm tám Một lần nữa Đó là hai góc kè bù Ô Mà mình có Cái góc aos với góc AHS bằng nhau. Hay chưa? Tại vì tứ giác nội tiếp mà đúng không? Tứ giác SOHA nội tiếp. Cho nên mình được quyền phán góc EOA bằng với góc CHA. Đây gọi là so sánh cột nhé. À, đây. Đấy, cục màu vàng. Này. Đấy, cộng với cục màu xanh. Đều ra trăm tám Đúng không? Trăm tám giống nhau rồi Mà hai góc màu xanh này lại giống nhau nữa À cho nên là tự nhiên là hai góc màu vàng Nó phải giống nhau, nó phải bằng nhau Ok, rồi Bây giờ đi chứng minh mình có cái cặp góc Bằng nhau rồi, bây giờ đi Làm sao để ra được cái cặp cạnh EO, OA Và CHHA ừ. Một lần nữa ừ. Một lần nữa Mình lại đi đưa về cái cũ mới đó ừ. Đọc lên mới có thấy cái cũ không cái cũ mình là như vậy hồi nãy mình đã viết cái đó khoảng hai ba lần rồi à, có phải hồi nãy mình viết cái đoạn cái cái cạnh EO này với lại cái cạnh HA rồi viết rồi đúng không Đấy. cho nên nó làm hình đó, mình cần phải nhớ mình cần phải nhớ cái thứ mình mới ghi xuống ừ, đó, nhớ cái thứ mình mới ghi xuống đây mình mới ghi xuống đây à EO này thấy chưa đúng không đấy cái cũ à AH này đấy đúng không bắt nguồn từ đây bắt nguồn từ đây mà làm đúng không? có phải là ừ, để coi nhá để coi này mình đưa mình đưa con EOHA về con nào nữa ta về con OA với lại con CH. à, mọi người thấy không nhỉ con OA nó bằng con OK à, rõ ràng chưa OA bằng OK à, OK này OK nè OK đây OK đây đúng không rồi con CH nó bằng con BH Ủa, định cao chưa? đây thấy không à, mình thế cái bụp vô là tự nhiên ra thẳng cái cái tỷ lệ cần làm tam giác đồng dạng liền luôn cao cạnh ngon lành nha ngon lành nha ha à, làm lên nha nào đầu tiên quăng nó xuống ta có EO chia cho AH bằng với bằng với cái gì vậy ta OK OK chia HB OK OK chia HB à OK chia HB Ừ. thế thì à, à, thêm cái nữa nha à, con OK bằng với OA nha? bằng R bán kính đường tròn đóng O con HB bằng với con HC tại vì H là trung điểm đúng không H là trung điểm của BC Đấy. từ đây mình có quyền phán thế lên ha EO chia AH bằng với OA chia HC đây chính là cái tỷ lệ mình cần làm tam giác đồng dạng, à, tam giác này đây, Đấy, ok chưa? Tam giác OEA và tam giác AHC có nào góc mới chứng minh sau, đây tỷ lệ đây à, quăng hết toàn bộ xuống góc OA. bằng góc CHA đúng không? mà EO chia AH bằng EO chia AH bằng với OA chia HC OA chia HC rất chuẩn nha đó là cái cặp cạnh để mà góc đỉnh O với góc đỉnh H là sen giữa rất chuẩn luôn ha. chứng minh trên từ đó phán tam giác đồng dạng tam giác OEA đồng dạng với tam giác ừ. u là góc tù đúng à. không định u là tù thì định h nó tù h nè rồi mình cần chứng minh góc a nó bằng với góc c đúng không a bằng c đây 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 đây, đây còn ghi đây nè a nè a đây bằng c nè đúng không a a đây a đây bằng c vậy c nó nằm ở đây cuối đúng không vậy là h h a c ok cạnh góc cạnh phải, từ đó phán hai góc bằng nhau đúng không góc o a o a e à, o a, e nó cũng giống như là o a d đó bằng với góc a a C, H. nó cũng giống như góc ACB vậy không khác gì hết a C, H. ok rồi tam giác cân chứng minh tam giác o a d o a d cân tại o

ch H ừ. A A C H okay. bằng với góc O D A, đúng không? O, D, A. Okay. o D A O O D mà góc A C H á nó là góc nội tiếp chắn cung AB đồng ý không? thì nó phải bằng góc A D B đúng không? A D B vì sao vậy? thì góc ADB cũng là góc nội tiếp chắn cung AB luôn đúng không à, vì cùng bằng 1 phần 2 số đo cung AB Đấy. cho nên tự nhiên tự nhiên mình lại bắt cầu thêm lần nữa góc O D E Đấy, nó phải bằng góc E D B Đấy, ô, tới đây phản thẳng, thẳng hạt Không chạy được, đúng không? À, nè, nè, đây như vậy nè À, đây là góc uh, đây là a nè đúng không à, đừng đừng bị đừng vẽ đây vậy đây nó nó nhạt nhạt quá vẽ đây đi đây. đây là a nè a nè ừ, đây là d mà đấy đây là uh, a, d, đây đây là o nè đấy đúng không? góc o a góc a d o là góc này đúng không rồi góc adb góc adb nằm đây đúng không góc adb cũng là góc này luôn nó bằng nhau mà. Cho nên tự nhiên ba điểm D, O, B phải thẳng hàng Không chạy được Đúng không? Nó không thể nào chạy được nó Chắc chắn tụi nó phải thẳng hàng luôn á ừ. Phán O, D B Thẳng hàng Xong Hái <laughs> một bài khá là hay Ok Đấy. Có một thứ Thầy cần nhắc mấy đứa à, Có một đứa cần phải nhắc tại vì cái thứ này á, à, thầy tin rằng thầy tin rằng khi mà mấy đứa học tam giác đồng dạng, thầy giáo viên ừ, giáo viên sẽ có rất ít người, à, sẽ có rất ít người à, khi mà à, hướng dẫn mấy đứa khi mà suy ra tỷ lệ đồng dạng, à, khi mà suy ra tỷ lệ đồng dạng thì à, thì thì à, rất ít người hướng dẫn mấy đứa suy ra ba cái như thế này ừ, thì tin rằng như thế chắc chắn một trăm phần trăm à thường thường giáo viên sẽ hướng dẫn mấy đứa là à suy ra hai cái hai cái cần thiết để mà suy ra được cái tích cái hệ thức tích mà mình cần chứng minh thôi đó là đúng không mình suy ra được ek phần ab bằng với ok phần hb là đủ rồi hai à, cái này là đủ rồi để suy ra được ek nhân bh bằng ab nhân ok là đủ rồi đúng không đó là của b nhưng nhưng mọi người thấy không? Nếu như mình không ghi cái tỷ lệ e O, chia H ở bên ở để bên đầu nè. không ghi đủ ba cái như vậy thì đố mà thấy được câu C. <laughs> Đồng ý không? Đố mà thấy được câu C là đó đó là đành rằng à đành rằng là ok, đành rằng là cái 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 phương pháp là phương pháp mà 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 thầy mới hướng dẫn mấy đứa à phương pháp này, đấy, cái cách này không phải là cách duy nhất ừ chắc chắn chắc chắn là à, có thể là nó còn một hai cách gì đó nữa có thể làm được nhưng nhưng nếu như mình 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 chạy nó thật vào phòng thi mà phòng thi mình mình nghĩ ra được cái hướng ở à, đi chứng minh là hai cái góc ờ à, ODA với góc BDA nó bằng nhau thì tự nhiên DOB nó thẳng hàng ấy nó, nó tư duy như thế này tư duy như thế này đấy nghĩ ra cái hướng đó và tự nhiên là mình làm một hồi là cũng phải ra được cũng phải ra được cái thể loại này được. Đây, có thể loại này Đấy. và 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 mình cỡ nào mình cũng phải đụng vào con eo với con ah thế thì uh, uh, theo kinh nghiệm của thầy uh, theo kinh nghiệm của thầy và, và 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 gần như nó sẽ xảy ra là uh, như là thầy nói rất nhiều lần câu a nó chuẩn bị cho câu b câu b chuẩn bị cho câu c uh, mình sẽ lấy những cái cũ mình làm uh, cho nên tốt nhất tốt nhất là khi mà chứng minh tam giác đồng dạng uh, và suy ra tỷ lệ đồng dạng là mình suy ra hết cả ba tỷ lệ luôn à thực ra là mình ghi mình ghi ba tỷ lệ xong rồi mình chọn hai tỷ lệ để suy ra được cái uh, hệ thức tích mình cần làm như vậy thì nó sẽ nhanh hơn là trời ơi ngồi bắt đầu ngồi nghĩ nè tam giác eok đồng dạng của tam giác ahb bắt đầu bắt đầu nghĩ ờ à, bây giờ chọn thằng nào chọn ek đúng không phải có ek chia ab rồi chọn thằng nào đó à, nó cực lắm ừ, nó cực lắm mới đó à, ngồi nghĩ này cực lắm thôi thì cứ nhìn cái dòng này ta biết đồng dạng xong rồi ghi ra cả ba tỷ lệ bằng nhau xong rồi bắt đầu lựa nó có sẵn như vậy lựa luôn cho nó dễ nè nó, 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 nó hiện ngay trước mắt mình lựa nó dễ hơn đúng không? lựa phát được như hai cái cuối hai cái cuối ok nhỉ à, và cái tỷ lệ thứ ba này nó phục vụ cho câu c ừ, rất rõ ràng luôn nè đây tỷ lệ e -O -G -A H phục vụ cho câu c đây e -O -G -A H, đấy đúng không không ghi cái này thì làm sao mà thấy được cái thứ này đúng không thấy được cái thứ này thấy không nhỉ răng là ok nếu như bạn nào mà ừ, tin mắt nếu bạn nào mà có kinh nghiệm ừ, ai có kinh nghiệm thì chắc còn cũng thấy được đấy ha. nhưng mà nhưng mà với cái tâm lý mà làm bài ép bị áp lực trong phòng thi đó, thì thôi đúng không? thà rằng là à, hồi nãy mình có ghi cái eo với ah đúng không? khi mà mình ghi xuống thì ít nhiều gì mình sẽ nhớ được là À Bây giờ tự nhiên mình đụng đến EO với con AH Mình đọc tam giác lên tam giác EOA Với tam giác à, CHA là tự nhiên tự nhiên là trong 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 não mình là bật lên à hồi nãy mình có ghi EO với AH rồi Xong mình quay lại cái câu B mình làm Đấy đúng không? Xong bắt đầu mình suy nghĩ từ đây ra À ok rồi, suy nghĩ từ cái gốc này, cái cái chỗ này là gốc là gì đó đúng không? EO-AH bằng OK-HB, OK, à, đây là cái gốc chứ gì đó Đấy đúng không? Đó là lý do tại sao khi chứng minh ta biết đồng dạng, suy ra tỷ lệ đồng dạng, mình luôn luôn phải ghi cả ba tỷ lệ luôn, để có cái mà xài cho câu tiếp theo. À, mình không biết được rằng câu tiếp theo có xài không, nhưng cái việc ghi ra như vậy đấy, nó chẳng tốn mình bao nhiêu thời gian đâu, chắc ghi thêm cỡ khoảng 10 giây, đúng không? Ghi thêm tỷ lệ thứ ba cỡ 10 giây chưa đến 10 giây nữa, à, nhưng à, nó sẽ có rất có lợi về sau ok à, à, đó là kinh nghiệm sương máu nhớ nha, đó là kinh nghiệm sương máu vậy à những à những bạn nào ừ, ai mà à có thể là do thói quen thầy nghĩ đó là thói quen làm bài ở trên trường trên lớp ừ thầy nghĩ như thế à, à giáo viên hướng dẫn à ok chỉ việc chỉ cần suy ra hai tỷ lệ rồi suy ra được cái tích à, là được rồi à vậy nếu như bạn nào những ai đang có thói quen như thế thì sửa <laughs> có gì đâu đúng không sửa dễ mà bây giờ cứ nhớ à tay đồng dạng suy ra tỷ lệ thì suy ra cả ba đấy vậy thôi à là được à xong rồi bắt đầu đi suy ra hệ thức tích gì thì, thì lựa đúng không đấy ek ab đấy ek đây ab thì lấy hai cái cuối mình nhân chéo là lượt ra rồi ok không nhỉ đấy còn nếu như mà ai mà ừ um, sao nhỉ à trước giờ vẫn ghi ba tỷ lệ à cho nó chắc cú ấy à, cho nó đầy đủ ấy thì tốt ok thầy chúc mừng ừ, cứ thế cứ thế mà giữ cứ thế phát huy còn như đã nói ai mà chỉ ghi hai tỷ lệ thì bây giờ sửa lại nhé à, ghi cả ba ok không nhỉ đấy được chưa à, đấy là bài hình ừ, bộ bài khá là hay à, nó bắt nó bắt từ từ chỗ cái bài Thấy không? thì nghĩ một bài hình nó chuẩn chỉnh nó phải như thế ừ. câu a à, từ cái tứ giác SAHO nội tiếp nó bắt qua câu b đấy tứ giác SOHA nội tiếp rồi từ cái tỷ lệ đồng dạng của câu B nó bắt qua câu C ấy một cái bài hình chuẩn chỉnh à. A B C nó liên hệ với nhau cực ngon một bài hình như thế là cực ngon luôn ừ. và thầy thầy kỳ vọng rằng là khi mà mình đi thi à, khi mà mình đi thi á thì tuyển sinh á, thì mình sẽ cũng gặp một bài hình như thế à ba câu nó liên hệ với nhau như thế nó liên kết với nhau như thế ok đấy thế là mấy đứa mới à, kinh qua xong thêm một đề ôn thi tuyển sinh 10, ok không nha? À, rồi, à, nếu như mấy đứa có bất kỳ một câu hỏi nào, mấy đứa có thể để ở dưới comment để thầy trả lời, ok không nha? À, để số 4 mình làm được 4 đề rồi mấy đứa, mình làm được 4 đề có lẽ uhm, mình sẽ ôn được khoảng 5-6 đề gì đó thành nghĩ vậy. à Bây giờ từ đây giờ đến đó khoảng còn gần gần 20 ngày nữa, à, mình sẽ ôn được thêm 2 đề nữa, à, cộng thêm những cái đề mà mấy đứa ôn có thể trên trường, trên lớp rồi hoặc là những cái nguồn đề khác tùy mấy đứa à, đấy. à ít nhiều gì thầy tin là những cái đề mà thầy ôn cho mấy đứa giúp ít ít được gì đó ừ, ok à ok rồi vậy hẹn mấy đứa thêm một đề nữa nhé à, hẹn mấy đứa thêm một đề sau nữa à rồi rồi ok bye bye nhé chào tất cả mọi người ừ. à, chúc mọi người học tốt chúc mọi người đều đậu nguyện vào một thực nhé à ok rồi bye 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 bye